Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Như các bạn đã biết, thiên nhiên xoay quanh chúng ta luôn chứa đựng vô vàn những điều kỳ bí thú vị. Có những hiện tượng tuy chỉ diễn ra rất ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng tuyệt vời và ấn tượng. Một trong số những hiện tượng thiên nhiên kỳ bí đó không thể nào không nhắc đến hiện tượng hai biển, còn gọi là biển đen trắng. Các bạn đã bao giờ trông thấy nước biển có hai màu chưa? Nghe thật khó tin quá đúng không? Dù đã từng đi biển rồi thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy nước biển có một màu xanh đậm. Làm gì có hai màu đâu? Nhưng đây không phải là thông tin bịa đặt đâu nha. Sở dĩ dẫn đến hiện tượng nước biển có hai màu tách biệt như vậy là bởi vì nước biển của Thái Bình Dương và nước biển của Đại Tây Dương không thể trộn lẫn vào với nhau. Còn lý do dẫn đến hiện tượng như vậy, ngay sau đây mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu về vấn đề này nhé. Các bạn có biết không, trong nhiều thế kỷ qua, có hàng triệu người đã tìm tới thành phố Skagen thuộc phía bắc của Đan Mạch để du lịch. Lý do nơi đây thu hút được một lượng du khách khổng lồ như vậy là bởi vì ở đây người ta có thể chứng kiến được một cảnh tượng thiên nhiên kỳ bí, hiện tượng hai biển. Ở đô Skagen là bãi biển Grand End, nơi biển Skagenkast và Kattegat gặp nhau trong những đợt sóng vỗ liên tục, tạo nên hai màu nước khác nhau. Bây giờ tôi sẽ nói cụ thể hơn nhé. Kattegat chảy vào biển Baltic, trong khi đó Kattegat chảy vào biển Bắc. Hai biển này có sự hội tụ tại Green End. Lại nói nước biển ở Kattegat thì luôn mặn hơn nước biển của Kattegat, bởi vì nước biển của Kattegat gần với Đại Tây Dương, nơi có độ mặn cao, còn nước biển của Kattegat thì bị pha loãng bởi biển Baltic, nơi có độ mặn thấp. Chính sự khác biệt về hàm lượng muối và mật độ nữa đã tạo nên hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, một bên xanh đậm và một bên có màu xám. Và vì vậy, hai bên biển cũng khó mà hòa trộn vào nhau được. Khi biển Kattegat và Kattegat cùng hội tụ ở Grand End, giống như biên giới của các lục địa, đường biên giới phân tách hai biển này dài tới 60 cây số, tạo nên cảnh tượng tự nhiên kỳ diệu đi cùng với những đợt giao thoa sóng và di chuyển trầm tích. Một lượng lớn cát được vận chuyển dọc theo bờ biển phía Tây và phía Bắc về Grand End. Một phần của trầm tích này tương đương với 1 triệu mét khối mỗi năm, thì lắng động trên bờ biển phía Bắc, dần dần hình thành các đụng cát mới và vật liệu dưới đáy biển. Sóng liên tục dồn từ hai phía biển, giao nhau ở điểm cuối của bán đảo tại Scalpis. Nơi này có rạn san hô cát kéo dài gần 2 cây số hướng ra biển. Cũng ở vùng nước đặc biệt này, cá và những loài động vật có vú sống trong đại dương phát triển mạnh, bao gồm cá voi và hải cẩu nữa đấy. Nếu có cơ hội, sao bạn không thử một lần tới Skagen để được tận mắt chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên vô cùng tuyệt vời này nhỉ? Mách bạn một cách nhỏ để ngắm hiện tượng hai biển giao nhau là bạn có thể trèo lên ngọn núi lửa Ba Vú ở thành phố Panama, một ngọn núi cao khoảng 3.000 mét. Nằm trên eo đất Panama với Đại Tây Dương một bên và Thái Bình Dương một bên. À, thêm một chút thông tin nữa là hiện tượng hai dòng nước không hòa hợp không chỉ xuất hiện ở nơi giao nhau của hai đại dương, còn có tại cửa sông. Du khách có thể tận mắt chứng kiến hai màu nước khác nhau của hai dòng sông không chịu hòa lẫn tại Brazil. Hiện tượng hợp lưu không hợp dòng từng xảy ra tại nhiều con sông trên thế giới, nhưng ở Brazil, cảnh tượng này ấn tượng mạnh mẽ hơn cả. Như vậy, ngoài Đan Mạch thì bạn cũng có thể tới đất nước Brazil xinh đẹp để trực tiếp ngắm nhìn hiện tượng này đấy. Tôi dám cá, chắc là bạn cũng sẽ phải thốt lên kinh ngạc cho mà xem. Mẹ thiên nhiên quá là ưu ái khi luôn đem lại cho con người những bất ngờ vô giá như vậy. Hiện tượng biển hai màu được diễn ra ở thành phố Skagen thuộc phía Bắc Đan Mạch. Do có sự khác biệt lớn về lượng muối có trong nước biển và mật độ nước, cộng với tác động của các bước sóng liên tục đổ dồn từ hai phía, nơi hội tụ giữa biển Skagenrath và biển Kattegat đã hình thành nên cảnh tượng nước biển có hai màu phân tách rõ rệt. Và hai dòng nước biển này hoàn toàn không bị trộn lẫn vào nhau. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tìm nguyên nhân cho việc tại sao nước biển lại có hai màu rồi đấy. Nếu lần sau có ai nói với bạn nước biển
chỉ có một màu xanh dương thì cũng đừng ngần ngại mà cãi lý với họ nhé. Dù sao việc phổ cập kiến thức bổ ích cho tất cả mọi người thì luôn luôn quan trọng mà đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của kênh Tri Thức Quanh Ta. Nếu yêu thích đừng quên like và đăng ký ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.